Xin kính chào tất cả quý anh em đã tiếp tục đến với DH Audio. Hôm nay thêm một cái phần chia sẻ nho nhỏ cho tất cả các anh em và các bạn. Khi mà lắp ráp một cái bộ mạch kích thước loại này thì sẽ có thêm một cái phần chú ý nữa mà trong cái video trước thì tôi chưa nói qua. Trước đây tôi đã nói rồi, nhưng mà hôm nay nói thêm một cái chi tiết rất là quan trọng, đó là lắp cái quạt tản nhiệt cho cái mạch này. Đây là một cái mạch công suất của nó, inox của nó rất là đẹp, các bạn nhìn thấy là đẹp rồi. Chúng ta mua một cái quạt tản nhiệt 12V, loại quạt tản nhiệt cho máy tính ấy, người ta bán ở các cái nơi máy tính rất là nhiều. Nên mua cái loại tốt một chút nhá. Đừng có nên mua cái loại giá nó rẻ quá. Thì ở phía sau này này. Tại vị trí này và vị trí này nó có hai cái socket để chúng ta có thể cắm 12V cho quạt. Quạt 12V này thì nó có rất là nhiều loại. Đấy, mua cái loại tốt một chút nhá. Ở đây tôi có cái này, tôi sẽ làm cái demo cho. Chúng ta lắp cái quạt thế này. Trong quá trình lắp thì chúng ta có thể dùng một cái quạt một cái bên thế này cho nó thổi vào cái nhôm tản nhiệt tại đây. Nó thổi vào đây này. Thổi vào cái nhôm này nhá, anh em chú ý này. Thổi thăng cái nhôm vào cái nhôm này, hai quạt hai bên. Khi tăng bật lên một phát mở khởi động cái mạch nó kéo lên thì quạt này sẽ quay và nó thổi cái lầm mát ra. Đây là một cái nên làm. Đấy, ta nhìn rõ không ạ? Có đây. Là một cái socket này. Và bên này nó cũng vậy thôi, nó cũng có một cái thế này để như cắm quạt. Anh em mua mà không có một quạt đấy mà không có cái đầu thế này thì nói thôi. Tôi mua quạt, khi mua thì tôi sẽ gửi cho kèm cho một cái socket thế này, hai cái socket thế này chúng ta về có thể cắt cái dây trên cái quạt đấy. Thì hàn nó lại, sau đó là cho hai cái ống co nhiệt vào. Cho hai cái ống co nhiệt vào thế này này. Như tôi hàn thế này rất là đẹp. Hàn xong, chống xong hàn một cái xong là bắt đầu cho ống co nhiệt vào khò nó lại, thế là tạo thành một cái rất là ok. Ví dụ là cắm 220V vào nhá. Đây. Khi cắm 220V vào thì nó đều tất cả cái đèn này này. Nó sẽ báo cái dung lượng pin hay bình ắc quy này. Ở phía dưới này nó sẽ báo cái điện áp và cái dòng chúng ta tiêu thụ, dòng điện để tiêu thụ ở cái mạch này. Thì ở phía này khi ta bật lên, đây tôi ví dụ tôi bật lên, thì cái Bluetooth này này, đây nó sẽ sáng bóng Bluetooth lên. Đấy, tôi tắt đi, tôi cắm vào, thì tôi bật lên là nó sẽ quay thôi. Chúng ta cắm hai quạt hai bên nữa. Quạt thì anh em tự mua nhá, mua ở ngoài ra cái tiệm máy tính ấy, tôi bán cho cái quạt làm tản nhiệt cái loại cho máy tính ấy. Cắm nó vào đây. Ok, rất là gọn đó. Thì trên cái quạt này này nó sẽ có một đầu hút vào, một đầu thổi ra. Thì cái đầu thổi ra là thổi vào cái này này. Nhá. Thổi trực tiếp vào hai cái miếng nhôm này, hai quạt thổi vào đây. Phía tức này thì chúng ta có thể vít vào đây được, chúng ta có thể làm một cái giá gì đó theo vị trí cứng cáp làm sao thiết kế cái nơi nào đây, lắp tại đây. Và bật cái lắp tại đây, mình xin nó thổi, tôi bật lên xem thế nào. Đây. Cái quạt nó quay đây. Đấy. Và cái đầu gió thổi ra là cái đầu bên này này. Cái đầu motor này nhá. Còn cái này là đầu hút vào nhá, chúng ta phải để thế này. Chứ không thể để thế này được. Để thế này thì hút gió đi vào phía trong được không được. Đấy, và thổi ra. Đây. Để lắp vị trí thế này, nó thổi vào cái nhôm tản nhiệt rất là hay này nhé. Đấy thì như vậy thì trong quá trình sử dụng thì hai quạt nằm ở hai vị trí này nó sẽ làm cho cái nhôm lúc nào cũng được mát đấy, cho nó rất là nóng. Và chúng ta về khi lắp vào nó đóng trong cái hộp kín nữa. Và nó còn tùy cái mẫu, những mẫu này nó cũng tương đối nóng đấy, cho nên anh em lắp vào cứ theo hướng dẫn, chúng ta mua cái quạt nào tốt vào chút. Ok, thì cái video này thì nó chỉ có như vậy thôi, tôi tắt đi. Đây, khi tắt thì quạt nó sẽ ngừng lại. Đấy, toàn bộ cái model như thế này đây. Chạy 2 bát. Anh em chạy lựa chọn cho loa 4-65-75, bát 40, bát 30, 40-50 nên chọn 40. Hay lắm, nghe hay cực kỳ kinh khủng luôn. Và đã có chống hú rồi, đọc chống hú. Tất nhiên là những cái phiên bản như thế này thì thường thường là giá thành nó sẽ cao, anh em chú ý nhé. Inox đẹp lắm. Rồi, chào tất cả anh em.